Con này khá to. Chúng sẽ đánh nhau cho đến chết. Con chim đại bàng nhanh chóng bay đến nơi hành động. Điều này có nghĩa là nó không chỉ đến để xem. Rái cá thường cắn vào đầu con cá để giết chết nó. Nhưng với một con cá to như vậy, thật khó khăn và nguy hiểm khi phải cắn một cú quyết định. Rái cá ít khi ăn phần đầu của con mồi to như vậy. Kẻ khác sẽ ăn được nhiều hơn. Rái cá sống trong nhiều vùng lãnh thổ của đại bàng biển Na Uy. Sự sắp xếp này có lợi cho đại bàng. Nhưng có lẽ rái cá không có nhiều lựa chọn trong việc này. Một con đại bàng mới lớn đã tìm được cái xác. Nó có thể là một kẻ lang thang đến từ một vùng khác của Bắc Cực. Con chim lớn hơn tha thứ cho con chim mới lớn. Nó chỉ không chào đón những con trưởng thành trong lãnh thổ của mình. Nhưng nó không chú ý đến con quạ đen. Con mới lớn tỏ ra điềm tĩnh. Mặc dù nó bị khiêu khích, con mới lớn vẫn đang học hỏi về cuộc sống trên bờ biển. Tuy nhiên, con trưởng thành này có thể đã sống ở đây hơn 20 năm. Nó biết sự giao mùa có thể mang đến những cơ hội nào. Mùa hè xinh đẹp. Thời tiết ấm áp làm mọi thứ phát triển nhanh hơn. Giờ chim non được 2 tháng tuổi. Trong vòng 2 tuần tới, chúng sẽ bay ra khỏi tổ. Nhưng trước hết, chúng phải tập luyện chăm chỉ để làm các cơ bay cứng chắc, thay lông và cảm nhận không khí bên ngoài. Khuyến khích rất nhiều hươu và nai con ra đời. Sau nhiều lần thoát chết, con báo con đơn độc và mẹ của nó cuối cùng đã tới được vùng đồng cỏ trung tâm. Có lẽ vận may đã trở lại với chúng.
Thompson gazelles are wary around hungry cheetahs. Rất cảnh giác với những con báo đang trong cơn đói xung quanh chúng. Tầm nhìn rộng và phản xạ nhanh là khả năng phòng thủ tốt nhất của chúng. Ở vùng đồng cỏ rộng lớn này sẽ an toàn hơn nếu đi theo đàn. Những con báo thường không săn những đàn lớn. Chúng luôn nhằm vào những con tản ra và ít cảnh giác đến không nhất. Khi cần đến tốc độ, loài báo nhìn là không có đối thủ. Fawns are easy prey. Những con linh dương con của chúng là locks onto a bigger challenge. Kill of this size presents một con mồi lớn problem. Lại mang lại những vấn đề khác là làm thế nào để giấu cái xác khỏi những kẻ săn trộm đang đói gấu. Sẽ mất khoảng vài tháng nữa cho đến khi những con báo con có thể tham gia vào những cuộc đi săn, nhưng lúc này nó muốn tham gia vào trò chơi. The fawn has had a lucky break. Con linh dương con đã may mắn thoát chết. No one will go hôm nay không ai phải đói. But as usual, nhưng như mọi khi, các con của con đại bàng này có thể sẽ quay về và sống cách đây không xa. Nếu chúng sống qua mùa đông đầu tiên, thời gian khó khăn nhất của chim non. Do đó, chúng cần phải ăn mọi thứ có thể trong khi còn ở trong tổ. Và để bảo vệ thức ăn khỏi những con khác. Nhưng không chỉ có cá trong thực đơn mùa hè. Chim biển luôn là món ưa thích trên thực đơn của hầu hết đại bàng biển. 4/5 trong tổng số hàng triệu chim biển ở Na Uy sinh sản tại phía bắc vùng Bắc Cực. Hải âu rụp cổ, mòng biển Sira là những loài phổ biến nhất. Nhưng lũ mòng biển sang trọng này có thể có vài hàng xóm đáng sợ. Chim bố mẹ ồ ạt bay đi. Hai con đại bàng đi săn cùng thường có thể đánh bại những tuyến phòng ngự của đàn chim này. Những chim non mập mạp được cho là những mục tiêu dễ bắt.
Mông biển trưởng thành quay lại để xem con chúng có còn không. Trong lúc đại bàng thưởng thức con mồi, giờ đại bàng con đã rời tổ. Chúng sẽ ở với bố mẹ thêm vài tuần nữa. Nhưng với những con mới lớn, khoảng một năm tuổi hoặc già hơn, thì cuối hè là thời gian học hỏi những kỹ năng mới và khác nhau. Hồ tắm nước ngọt là nơi gặp gỡ và chào đón những con đại bàng khác. Nhưng đôi khi rất khó khăn mới vào được nơi xã giao này. Những con mới lớn đánh giá nhau, tìm chỗ đứng và tạo ra nhiều tiếng ồn. Đến 6 tuổi hoặc già hơn, đại bàng biển mới sinh sản. Chúng có thời gian để trở thành chuyên gia trong phép xã giao. Khi trưởng thành, chúng dần phát hiện nhiều hơn về hoàn cảnh nên. Với ba con báo con theo sau, con báo mẹ phải luôn luôn ở trong tư thế săn mồi. Ở ngoài kia, con báo mẹ phải đặc biệt cảnh giác cho đến khi chúng có thể đi nhanh hơn, bởi những đứa con của chúng rất dễ bị tấn công. Ở thời điểm này, những chú báo con khỏe mạnh cần cả thịt tươi và sữa mẹ. Những chú báo con được nuôi dưỡng một cách chu đáo. Kền là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với lũ báo con. Không chỉ bởi vì chúng sẽ tấn công lũ báo con, mà còn vì chúng sẽ dẫn đường cho lũ sư tử và linh cẩu tới một bữa ăn dễ dàng. Những ngày này, con báo mẹ không giết những kẻ xâm nhập. Nó chỉ cảnh cáo chúng và dẫn đàn con tới một nơi trú ẩn.